Tết của các bạn như thế nào rồi? Tết của mình xa quê buồn lắm. Ngồi đây tâm sự với mọi người mà nước mắt cứ chảy ra. Ai đã từng đi xa quê hương, xa gia đình mới thấm thía cái nỗi cô đơn nhung nhớ. Nó da diết đến lạ, nó làm cho con người ta đau và buồn. Sáng nay vô tình nghe bài nhạc Xuân có câu: con đâu dám hẹn như người hẹn, nên mỗi xuân về mỗi xót xa. Rồi mai cao đổ dây chậu tàn, mẹ con như bóng nắng xuân qua. Tự nhiên nhớ mẹ chảy nước mắt. Nhìn mẹ qua điện thoại mà không dám chút, vì thương, nhớ, xúc động. Bỗng nhận ra trước đây mình vô tâm quá, mình đã hoang phí quá nhiều thời gian, không kịp trân trọng cái giây phút còn ở gia đình. Cứ ngỡ Tết chỉ là dịp được thoải mái vui chơi, hẹn hò cùng bạn bè. Tết thì đã có cha mẹ lo trong lo ngoài rồi, mình thì có cần lo gì nữa đâu. Chỉ việc cắt đồ bánh tét ra ăn mà có khi lười còn nhờ mẹ cắt. Những ngày Tết cứ đi chơi xong rồi về ngủ căng mắt ra, mẹ gọi còn không thèm dậy, khi dậy lại không thèm ăn cơm nhà, cứ mải mê vui vẻ cùng bạn bè khắp nơi, cà phê, cà pháo, ăn uống. Bây giờ xa quê, xa cha mẹ, nghĩ lại mới thấy hối tiếc. Hai mùa xuân trôi qua nơi xứ người, cô đơn lạnh lẽo. Nhiệt độ thì lạnh, mà lòng người ở xa còn lạnh hơn. Ao ước được bữa cơm đoàn viên bên gia đình. Thèm được nghe tiếng mẹ gọi đêm giao thừa. Thèm được trở nên bé nhỏ trong vòng tay cha mẹ. Thèm miếng bánh ngon mà mẹ ngồi nắn nót mẹ gói. Thèm miếng mứt, miếng kẹo mà mẹ làm mỏi cả tay. Hồi đó đâu có thích ăn, nhưng giờ thấy mơ ước quá. 35 tuổi đầu, xa nhà không ít. Hồi xưa đi làm xa nhà, Tết mẹ rủ về chơi còn không thèm về. Cứ nghĩ rằng mình về lúc nào không được, hôm nay không về thì ngày mai mình về, ngày mai không về thì tháng sau, năm sau mình về. Còn bây giờ muốn về cũng không về được nữa. Cuộc sống cứ đẩy mình đi xa. Trách nhiệm với gia đình nhỏ, bây giờ mỗi khi Tết đến, tự tay mình lo trong lo ngoài đủ thứ, mới hiểu cha mẹ mình xưa giờ vất vả biết bao nhiêu. Hồi đó cứ nghĩ đơn giản chỉ là nấu cơm thôi, nhưng giờ mới hiểu mỗi mâm cơm gia đình nó chất chứa cả một bầu trời yêu thương trong đó. Chỉ có bữa cơm gia đình bên cha mẹ, ông bà, người thân mới trọn vẹn ý nghĩa và đong đầy tất cả. Có những thứ nó đơn giản lắm, nhưng đến một ngày bạn có tất cả trong tay, bạn cũng không bao giờ có được những điều đơn giản ấy.
mịt. Bạn có tiền cũng không mua được niềm vui của gia đình. Một ngày dù có thèm nghe tiếng cha tiếng mẹ ở bên cạnh cũng không có. Thèm ăn được chén cơm mẹ nấu, dù nó không có thịt thà, không cao lương mỹ vị. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ không có. Xa quê, bạn có tiền bạc, có cơm trắng cá tươi, có thịt thà ê hề vậy đó, nhưng sao vẫn không thấy ngon. Chắc bởi vì bây giờ thiếu gia đình, thiếu cha mẹ, nên cái cảm giác cô đơn nó đè nén trong lòng người ta. Có nhiều thứ hơn nữa vẫn không bằng bên cha bên mẹ mình. Tết đến thêm tuổi mới, con không vui vì con biết cha mẹ lại già hơn. Con không vui vì xa gia đình, xa quá. Năm nay con không làm tròn bổn phận với cha mẹ ông bà hai bên. Vì cuộc sống khó khăn, vì dịch bệnh, vì công việc bị đình trệ lại, nên tự cảm thấy có lỗi với gia đình quá. Ước gì thời gian quay trở lại để con được bên cha mẹ thật nhiều, trân trọng từng giây từng phút. Con xin kính chúc ông bà cha mẹ hai bên, họ hàng bà con cô bác một mùa xuân mới được dồi dào sức khỏe, được may mắn hơn, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Con xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho vợ chồng con, đã đăng ký kênh và xem những clip của con. Nếu có gì sơ sót mong mọi người bỏ qua. Con xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.